Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Yuka Audio Show ạ. Vâng, hôm nay là ngày 4/1/2019 ạ. Vâng, bên em có nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Tiến ạ. Anh có số điện thoại là 0355 2 số cuối là 61. Vâng, anh ở Hướng Trung, Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một đô la Pioneer F75. Vâng, hàng Trung Quốc loại 1 đấy ạ. Vâng, thì bên em có tặng anh 10 mét dây tín hiệu. Vâng, trước tiên em thay mặt nhân viên công ty Zika Audio Minh Số thì cảm ơn anh Tiến đã tin tưởng vào mỗi sản phẩm nhé. Vâng, thì đây là đô la Pioneer F75 bên em test trực tiếp cho anh đi ạ. Vâng, bên em có cho test trước khoảng 2-3 tiếng rồi ạ. Vâng, sau khi nó hoạt động ổn định và chịu được cái độ bền bỉ. Vâng, và nói chung là với tần số hoạt động liên tục mà đô la này vẫn chịu được thì bên em bắt đầu mới sản xuất xưởng xuất kho cho anh Tiến. Vâng, bên em rất là làm đầy đủ chi tiết cho các bác. Vâng, thì đây là đô la bên em đã bỏ ra và test đây ạ. Vâng, đây là dòng La Pioneer F75. Vâng, cái dòng chơi các loại nhạc được ạ. Vâng, bát 30. Vâng, đây là bát đang đánh đây ạ. Vâng, chưa cần súp đâu ạ. Chưa cần súp đâu mà bánh rất là sâu, bát rất là chắc, rất là tròn, giải âm rất là rộng ạ. Vâng, đô la này anh Tiến đặt để chơi Tết Nguyên Đán. Vâng, khá là hợp lý. Vâng, mà cái giá tiền thì nó không quá cao đâu ạ. Vâng, thì bên em đang kết hợp với cái đẩy liền vang Wigwood KM1000 ạ. Vâng. Vâng, Wigwood KM1000 25A có kết nối Bluetooth ạ. Vâng, đọc thẻ nhớ và USB rất là tiện ích và có cả đài FM luôn ạ. Vâng, thì bên em đang kết nối trực tiếp với đô la của anh ạ. Vâng, bên em đang test trực tiếp luôn, cực kỳ sâu luôn. Vâng, nhìn cái hình dáng và vẻ bề ngoài cực kỳ đẹp luôn ạ. Nhìn rất khá là cổ điển thôi, nhưng trong mình là một cái công nghệ hiện đại hiện nay. Vâng, thời đại công nghệ 4.0 đấy ạ. Vâng, vừa chơi nhạc, vừa nghe nhạc, vừa hát, vừa nghe nhạc remix, bolero, kết hợp được tất cả. Như này bên em đang là gọi là làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, vì là nó rất là đẹp. Chất âm rất là tốt, sáng, nhuyễn, vâng, nghe rất là dễ chịu. Rồi em sẽ mở một đoạn nhạc remix cho anh Nguyễn Văn Tiến và quý vị và các bạn cùng nghe luôn nhé. Trong lòng
buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, còn bốn phương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em hiên nhiên trước ngựa hồ này. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây thơ thương riêng mình, ngồi đây quên mất mây khoay. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về mong còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nữa. Vâng anh Tiến nhá, trong khi bên em đã test một đàn nhạc karaoke thì giá đô la này của anh hoạt động rất tốt anh nhá. Vâng, đủ các loại nhạc remix, bolero là không lời. Vâng, bên em đánh giá đô la piano F75 của anh thật sự là hoàn hảo anh nhá. Vâng, sau đây em xin phép anh Tiến được bỏ ra và đóng vào thùng rất là kỹ càng gửi cho anh sớm nhất ạ. Vâng, sau cùng em chúc anh và gia đình chuẩn bị đón năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào anh Tiến và hẹn gặp lại. Nhá, sau khi bên em đã kiểm tra rất là cẩn thận và bên em có dán tem của công ty JK Auto Số bảo hành danh 1 năm anh nhé, cả trước cả sau luôn ạ. Vì thế anh tất cả những bác khách hàng yên tâm sản phẩm bên JK cung cấp ra thị trường nhé. 1 2 3 4 5 6 7 Vâng, anh Tiến nhá. Đây là thông tin đầy đủ của anh đây ạ. Vâng, là F75 Pioneer 10m giây bên em tặng anh ạ. Vâng, thì cũng trải qua rất là nhiều khâu kiểm tra và đóng gói rất là cẩn thận, rất là nhiều những cái xốp chặn bên phía bên trong, và đây là thùng hàng của anh ạ. Vâng, cũng không hề đơn giản đâu ạ, rất là khó khăn đấy ạ. Vâng, rất là mệt. Đây là thông tin địa chỉ của anh đầy đủ nhé. Vâng, JK Audio số mong anh nhận được hàng sớm, anh trải nghiệm cái đô la Pioneer F75 này bên JK ạ.